Rồi chào anh em nha, bây giờ em sẽ quay thêm một con máy cũng mới về ngày 1 tháng 6. Chiếc này nó số khung nó là để em quay. Chiếc này giá 34 nha anh em. Số khung nó là 4464 phải không? 4464. Đó. Quay sơ sơ cho anh em xem luôn. Nhanh nha, anh em có muốn xem thì dừng video lại là địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.